22. Những cái người mà thư ém á, họ lấy được cộng tóc quý vị đó, họ thể ém quý vị á. Đừng có cho ai móng tay, đừng có cho ai tóc. Hình ảnh thể hiện hình ảnh ông Trump, vượng Trump họ gì thì ai cũng biết đúng không? Cái đó thì nó hơi khó, nhưng mà đừng có để cho ai có tóc móng tay của mình. Đó là lời chỉ khuyên. Tại vì cái thời mạt pháp này á, đạo Thiên Tâm cha với mẹ nói tất cả các ma quỷ nó làm thầy nhiều lắm ở ngoài đường. Và con của cha với của mẹ đó là theo đạo Thiên Tâm tự quy y, tự tu ở nhà, tự đốt đuốc đi, đi chí dũng, thì mình sẽ tránh được những cái đó, để cho cái đầu của mình nó tỉnh táo, vui vẻ, hạnh phúc. Còn mình mà chạy theo ma quỷ mà ông này bà nọ đó náo nhiệt đó, là tự mình đi xuống địa ngục gánh chịu nghe. Tiền mất tật mang á, không phải là đơn giản đâu. Nên cái tóc, cái móng tay nó cũng quan trọng lắm á. Đó là lời khuyên chân tình của mình, thật tình. Những cái thầy này thầy nọ, chiêu này chiêu kia, cũng như múa võ sừng đông vậy đó, nó sẽ không có đưa mình rốt ráo thoát luân hồi sinh tử, mà nó chỉ đưa cho mình đến những cái phiền phức, vợ chồng lục đục, tốn tiền. Cứ đưa ông thầy này lên 5-10 năm, đến lúc mà ông bể dĩa, cái đưa ông khác lên 5-10 năm, chúng ta sống bao lâu, cứ đi lang thang hoài sao. Giống như Trịnh Công Sơn có bài gì đó, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, thôi ở nhà lại cha lại mẹ lại thượng đế đốt đuốc đi thì là chắc ăn. Và Kiệt là người truyền tin, theo Kiệt không có tốn đồng nào á, chỉ tốn chút xăng chạy tới đây thôi. Có người ở xa tốn máy bay, cái tiền không có tổ chức khóa này khóa kia, khóa tu này khóa tu nọ, mệt. Ngồi thiền chung với một người không có cái lực, không có hầu quang là ma không. Tất cả ngồi chung với ma không, bảo đảm. Khi con người có lực thì mấy ông ma nó không có tới. Còn một người mà thầy mà dạy thiền mà không có lực á, là làm là kéo ma tới ngồi chung với ma. Đó là mình biết vậy.